Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nhé. Sáng mấy anh em đi thăm mấy cái rập chuột nha các bạn. Hôm qua anh em đi đặt 20 mấy cái. Sáng nay mấy anh em đi thăm. Bữa trước bán chuột cũng có tiền nha các bạn. Nên mấy anh em đi đặt tiếp, kiếm chỗ đặt tiếp. Hôm qua đặt cái đường này thấy quá trời đường mòn với hang, mà không biết làm sao đây. Vô đường này hang lên hang. Này đường mới nha các bạn. Bây giờ gần nhà đặt muốn hết rồi. Đi kiếm đường mới đặt mới có chuột được. Có nhiều phải chịu khó đi xa nữa. Là đặt mà để kiếm thu nhập là phải chịu khó lần mò đi xa nha các bạn. Còn gần nhà mình thì chỉ có để đặt để kiếm nướng rồi anh em làm xuyên xương rồi thôi. Về con rồi. Thôi, đúng. Đúng không? Ủa, bự luôn. Khu. Vô. Vô. Phán kèo. Ôi, nè. Đã chưa? Bung luôn rồi. Bung này nè. Bên hông nè. Nó bung hết trơn luôn rồi. Trước mặt nè. Nó rộng quá nó ấy rồi. Rộng quá nó tung. Để sát vô trong đó luôn. Ừ, đẩy gì đó. Hai cái vinh con. Hai cái lụm em chuột khủng này nha. Quá trời. Kè. Hai kiếm vài ký về bán thôi. Ở đây cái cục này nè, mấy lý tưởng nè, hôm qua cái cục này dữ lắm nè. Lên nữa chưa? Rồi lụm. Lụm nữa. Lụm hết ăn. Vô rồi. Bự luôn. Vô rồi. Đó. Em nha. Trời ơi. Con này con nấy chưa? Này hai vợ chồng chắc luôn. Còn anh này giục giấy, giục nấy nè. Hai giục giấy con ơi. Đây là bày nha. Này giờ giấy nấy. Nấy thôi chứ. Con giấy được cái nấy. Á trời, gặp xuống đá một tiền chứ. Đợt gặp luôn á. Bốn cái rồi, mới vô bốn cái đầu rồi, lụm hai em này cái thấy phật kèo rồi, ký gửi rồi. Này cái nữa, không. Năm cái lụm ký gửi nha các bạn. Gạo không rồi đấy nha. Lụm nữa. Lụm không? Hai ba cái được luôn. Vô rồi. Dữ lắm cái ổ hang này mà. Làm được ngon rồi. Qua giờ có cái bên đây nè. Ốc mang một cái sống cho bá vậy. Bề tơ hả? Dạ, để lên cái trên nó kìa. Đã nha. Tơ mà tơ chà bá lửa luôn. Ôi giời. Vô rồi. Vô động rồi, ngay động rồi. Này có hy vọng đấy nha anh em. Không lẽ nào sao ta. Và đặt rồi phải mì ốc lộn xộn sao ngấu vậy. Đủ thứ mọi hết. Ê cái tơ này hai bầy nha anh Đen ơi. Con bự con nhỏ nè. Hai bầy á coi chừng thẳng luôn nha. Cái này hai bầy nè. Bầy lớn và nhỏ nè. Con lông dài thòn lông này. Một ngon nghèo à. Lụm hả? Tơ cái gì? Vô ngay cái bầy tơ của nó rồi. Vô rồi, đây nè, mày đúng một bầy em của nó nè. Con đó với con đó là bầy đó. Đúng bầy nè. Hay ảnh rồi đó. Mày giờ muốn già, tơ này muốn già. Nó chưa được già. Đừng có cho nó vậy. Không, cái này chứ có. Sao bên vô, bữa nay ốt tốt hết luôn. Vợ chồng con cái gì cháu chắc gì làm lắm hết rồi. Nheo quá trời. Cứ nguyên cái lùm này dữ lắm. Rồi đó. Đại gia đình của nó lùm hết trơn rồi đó. Thằng anh 2, 3 bài tối này còn nhiều.
bay này nè, bay này cái con nè, bay lớn nè, chuột nẻ ngoài cả chục con. Mới gãy xuống rồi. Thôi, nữa. Ừ. Lỏng à. Ừ. Đây lỏng. Bự không? Lứa vừa. Ồ, chà bá luôn. Rồi cái này, cái này bay nè. Đó, 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 đó. Anh em đó, anh em đó nè. Đó. Không hết á. Tôi chừng bên đây là bài bài to lớn nha. Đó. Anh em đó đó. Hai bầy luôn trời. Bởi cái dàn hang kiểu cái dàn hang. Qua dành cho hai anh em dí dí. Có mẹ luôn. Cái cái là 2 4 6 8 10 12 cái à. Dạ. Hai cái mà lụm đâu 7 con rồi bạn ơi. 7 con cũng như không. Phản ngần mới trước nha. Phản kèo, phản kèo. Rồi lụm. Lụm nữa hả? Rồi. Bữa nay bảo chuột rồi bạn ơi. Dạ, bảo luôn cái hang đây nè. Hang bằng kilo vậy. Bảo rồi, bảo rồi. Ôi ôi. Nó thông thôi, đợi thôi. Nhìn nó lộ ở đây đúng rồi. Lộ ở đâu rồi hả? Rồi, cá dính cái là ngon rồi, chăn đầu. Chờ tơ, tơ, tơ cỡ đó mới đã nè. Bữa nay bảo chuột theo vậy. Bữa nay bảo nhiều phật thiệt rồi. Bây giờ cái lợp xong rồi còn ít hơn cái lợp chính nè. À, 7 cái lợp không, 6 lợp không. 6 lợp không và 8 cái lợp dính rồi. 8 cái lợp dính. 14 cái là dính hơn 50% rồi. 50% rồi. Đây cái đoạn đường này vô cái bài chuột cống nè. Vô bài chuột cống tơ nè. Mới có bắt được có con cặp bự rồi. Dạ. Lẽ cặp này để giữ ta. Gì nè. Con trâu. Con trâu, nghiêng là nó, nghiêng là nó vô nữa là đó, phản nữa là đó. Tôi đang lan trâu là phản nữa là đó. Đó, con chuột dạ. Ôi xôi, con này nó khạc kìa. Đấy, con chuyện đó. Trời, con này nó uống nu thôi ơi. Ôi, con này. Con này bự rồi, con ở trước nó đó. Ừ. Đó, trời, giờ nó cạnh đuôi nó biết rồi kìa. Trời, con này. Đuôi bằng ngón tay vậy á. Con cứng nó lợp luôn chàng. Hết biết rồi chứ. Nè, cái mấy con này có vé nào đâu. Con nói chuột nái. Nè. Giấy. Giá hả? Giấy. Vậy là còn con máy nữa. Nằm ở đây nè, chứng đâu chứ. Đó. Bữa nay tới công chuyện nữa rồi. Phải nữa nè. Phải nữa ở đây. Thôi thôi thôi. Bữa này xong bữa rồi. Bữa nay thôi rồi luôn rồi. Bữa nay mà không qua là đài báo là sắp sửa bảo mà. Sửa bảo. Bây giờ mình bảo trước cái đi. Đó, bày tơ. Tơ nhỏ. Tơ nhỏ của nó nè. Sở đây nè. Sao nó nở nở qua lại ta. Nó vòng vòng lại thôi chứ đâu. Bỏ qua đâu lại. Mấy cái giang sơn này của ta rồi. Không lội đâu lội à. Dính máy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 cái à. 5 cái nữa. 18 cái mà lụm lâu 2 3, 6, 9, 10 con rồi. 10 con 10. 3 con chuột già. 3 con chuột già. 7 con chuột tơ. Và có cái bầy tơ 3 con tơ bự nha. 3 tơ bự. Ba con tơ nó muốn già đó. Ừ. Con tơ nó trưởng thành rồi, có vợ được rồi. Quá rồi. Bữa nay bỏ chuột rồi bạn ơi. 5 cái nó làm con cũng được đó. Nó nữa kìa. Nữa hả? Tơ già. Bye bye. Tơ hả? Tơ bài nhỏ. Bài tơ.
Đấy, công chuyện luôn rồi, bữa nay cái này luôn hết rồi. Luôn hết luôn rồi. Đó nữa kìa. Đó. Tao nói rồi, chịu khó đi mà lùng sục ra là phản cào á. Ở nhà mình gần hết rồi. Chịu khó. Thôi chà bá rồi nè. Trời ơi, tới luôn rồi. Còn gì nữa đâu. Rồi. Phản cào, phản cào. Mười mấy con rồi các bạn ơi. 12 con rồi. 12 con rồi đó. 5 cái trên con rồi, cho 2 con. Nó là khoảng thiệt rồi. Hàng khủng nữa, hàng khủng nữa. Thịt gà á? Hàng khủng nữa. Hàng khủng nữa. Rồi vô. Vô vô. Hàng khủng nữa. Mày hơi nhỏ hơn con bự này kia. Mày tơi lớn. Mày lớn. Mày sao tao bự hơn tao đó. Vậy là còn bầy tên này nữa nha anh đây. Vậy là còn bầy nữa đó. Vậy là 3 bầy luôn chứ không phải 2 bầy nữa. Dữ vậy trời. Bởi nó cái dạng ăn dữ lắm rồi. Không rồi, không dữ vậy. Con cái nè. Con cái nữa rồi. Rung kinh nữa, rung kinh nữa, rung kinh gặp hả? Giật luôn hả? Rồi. Bự không? Bự luôn. Bự luôn rồi, bự nữa rồi. Trời, cái gặp này một tính không cỡ cái dữ à. Rồi rồi khoảng đó hai cặp đủ rồi đó. Ôi nè, hai cặp già đó, hai cặp già nè, cũng lông không à. Hai cặp già mà nó đẻ cỡ này ha. Quá đẻ rồi, còn nữa đó, không hết đâu. Cái bầy tơ bự này là còn nữa nè, mới 3 con à 4 con à 3 con à. Đây rồi, đây 1 con, đây còn 3 con, 4 con. Đủ chưa? Đủ rồi. 23 cái. 23 cái, bữa nay rồi 2, 4, 6, 7, 8, 10, 14 con. Rồi 9 cái không chạy. Lần đầu tiên nha các bạn. Lần đầu tiên mà mấy anh em bảo chục cả này luôn nè. Đặt 23 cái mà dính 14 cái. Mà gặt ghi là 14 con cống nhâm luôn. Không có con chuột cơm nào luôn. Nó ở kiểu này mà chuột cơm nào dám vô ở với nó. Nói chung là nguyên dòng họ nó ở đây, nó chiếm nguyên cái khu này. Trời ơi, có 2 cặp già mà nó để rồi. Cái này coi cái bài tơ này còn ở đây nhiều lắm nha. Chưa hết đâu. Một con nó đẻ cả chục con nặng. Một con bự đẻ chục con phải nha các bạn ơi. Bữa nay bộ thu nhập hơi bị nặng túi nha. Thôi giờ mấy anh em chạy về nha các bạn. Này vô à, được có 4 con già. Bầy to này nhiều, to này cũng không có nặng ký nhiều. 200-300 gram hả? Bây giờ mấy anh em chạy về nha các bạn. Rồi. Nãy mấy anh em về nhà cũng mới căng bán cho người ta hết 2 ký mấy chuột rồi nha các bạn. Chuột hơi. Giờ còn tổng cộng như đây nè. Giờ mình bỏ lên mình căng thử coi. Cái chuột lứa này thấy dễ nhẹ các bạn ơi. Lứa nhẹ. Chín cái hả? Chín con. 4,5 kg đúng. 4,5 kg là 9 cái rập này hết 1,9 kg này. 1,8 kg. Với cái bự đó thì cho 1,9 kg đi. 4,5 kg thì 1,9 kg, 2 kg, còn 2,6 kg các bạn. 2,6 kg với hồi nãy mình mới bán cho người ta hết được 2,1 kg. Tổng cộng là 4,7 kg.
4,7 kg hơi nha các bạn. Bây giờ hồi nãy mình bán chuột hơi cho người ta là 2,1 kg. Xong rồi bây giờ mình cũng có người dặn 2 kg chuột thịt nữa các bạn. Nhưng mà ở đây không đủ rồi. Đây người ta mua chuột lớn á. Bây giờ còn có 3 con chuột lớn thôi. Mấy anh em sẽ làm rồi cũng giao cho người ta luôn. Cái chuột thành phẩm nè các bạn. Chuột cũng như bây giờ mình làm chưa đầu nha các bạn. Mình làm mỗi bụng ruột với mình làm lông cho người ta thui lên. Người ta mua người ta lại người ta cân cho mấy anh em là 1 kg 120k nha các bạn. Là làm sẵn hết rồi, móc ruột rồi ra luôn các bạn, rồi mới cân. 120k. Còn chuột hơi thì 80k nha các bạn. Vừa nãy mấy anh em bán được 2 kg mấy rồi. Bây giờ còn mấy con này mình làm. Còn mấy con chuột lứa làm hết cái một đi. Mấy con chuột lứa thì để chiều mấy anh em xử nha các bạn. Còn lại 6 con chuột lứa. 6 con chuột lứa mấy anh em làm mồi xương xương. Còn mấy này giờ làm giao cho người ta nha các bạn. 3 con chuột lớn nè. 3 con chuột lớn này chắc còn được ký ngoài vậy các bạn ha. Lớn không tới 2 kg. Mần xong chắc còn khoảng chừng ký ngoài à. Thì cũng được trăm mấy nữa. Nãy bán cái kia cũng được bán cái kia được 2 kg mấy cũng được trăm mấy nữa hả? 147. À. Cái kia cũng như 150.000 đi. Cái này cũng được trăm mấy nữa. Thôi vậy cũng được rồi. Người trăm mấy rồi còn được mới chuột mình làm xương xương buổi chiều nữa. Rồi giờ mấy anh em đang làm mấy con chuột nha các bạn. Chuột cống nhum mình nhổ lông cho khách. Rồi mấy con chuột này 3 con chuột lớn mới làm xong, thui sẵn cho người ta luôn nha các bạn. Đó mình làm thành phẩm ra như gì nè. Rồi giao cho người ta ký người ta lấy mình 120k nha các bạn. Bây giờ cái này ký mấy à? Cái này em đi giao. Ký 3. Ký 3 giác. Ký 3. Mấy con chuột tơ của mấy anh em. Này để chiều mấy anh em làm món làm xương xương nha các bạn. Không rời lâu rồi không có làm món tại chuột này nhỏ. Người ta không mua. Cho nên để lại làm mồi. Cái không lụm nó luôn à. À, cái này được nhiêu ta? Ký 3. Ký 3. 300g 112.000. 36 với kia 156.000. Hồi nãy cái kia là được 147.000. Rồi là 300.000 đi. Cũng được 300. 300 thì hai anh em. Mỗi người được 150 nữa nha các bạn. Rồi, hôm nay đi đặt chuột thì hai anh em thành quả được bán được 300k thì hai anh em mỗi người 150.000. Còn dư lại 6 con chuột tơ để mấy anh em chiều làm xương xương nha các bạn. Chiều nhâm nhi á. Đây, mấy anh chuột cũng nhâm giờ mấy anh em hôm nay mấy anh em làm món chuột nhúng mẻ nha các bạn. Nhúng mẻ với chuối cây. Chặt chuột ra đi. Đây. Làm 2 được ha. Đây là 3, 4. Làm 4 đi. Đây, nồi nước mẻ rồi nha các bạn. Nêm nếm rồi. Giờ bắt ra lò sôi lên rồi mình nhúng chuột với nhúng chuối cây vô là thưởng thức thôi. Này cơm mẻ nha các bạn. Rồi xong hết các bạn ơi. Đây hôm nay mấy anh em làm món chuột nhúng mẻ nha các bạn. Mấy anh chuột cống nhum tơ rồi sáng. Anh em đi thăm rập về cũng như cống nhum già bán hết rồi. Già kính quá, ngon già kính quá. Đây có quế xuống nha các bạn. Buổi chiều bốn anh em làm xương xương về ly không gài cũng vắng bóng cái rượu trăm rồi ha. Vô vô ta để là để bút để ba trái bột vô cái rồi đi lấy đồ gấp đi
cái gì nước nó chảy xuống rồi. Vậy là ba trái cũng được, phải kiếm bốn trái mới đủ bốn em phải không? Ừ, tao không ăn ớt, để ba trái thôi. Vô không? Hết luôn không? Hết luôn hả? Ừ. Đấy, cái một hết luôn ăn kịp không nha. Thấy vậy nó cũng mềm gục. Gục gục hơi mềm. Rồi dọn cái dĩa nó ra luôn. Xô vô hết luôn rồi bạn ơi. Nồi mẻ đưa vô 6 con chuột. Cấm nhum tơ. Một dĩa chua cay. Mấy con này bự hơn chuột cơm không à. Ngăn ngửa chuột cơm đủ lên không à. 200g trở lên không à. Rồi vô khai quả trước cái đi rồi nhúng chuối vô ăn. Hay là để cho nó sôi lên cái đi ha. Sôi lên cái đi. Lên cái này lợi thế mình không ngồi chơi trước cái cho nó này biết chơi. Cái mũi ta. Chào mọi người. Vô 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 vô. Rồi, xin mời các bạn đi nha. Vô Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Buổi chiều mát mẻ anh em làm món chuột nướng mẻ. Xương xương dài ly nha các bạn. Có ông luôn. Có ông đeo luôn. Đeo luôn à. Nó xôi vô cái nhúng chuối là không biết à. Châm nó ngọt á, nó có mùi. Rồi nhúng chuối vô trước đi. Rồi nó xôi lên đi, nó nhúng vô hết xôi. Ừ. Thì đi, điểm điều, khỏi ai em ngồi cho anh. Khỏi ai ngồi à. Vô 3 ly, ăn luôn rồi. Vô 3 ly ăn luôn. Hôm nay anh em đi thăm thấy chuột bảo lần đầu tiên nhiều vậy luôn á. Mấy lần trước hình như 12 con là nhiều nhất rồi phải không? Không mà nhà lần này nhiều nhưng mà cái số lượng nó không được nặng là do hết 6 con tơ rồi. Hết hơn đợt trước là vụ mà chuột bự. Đợt trước hình nhớ đợt mình đặt 9 con chuột bự luôn vậy. Chính là 12 con cái đợt bên bệ á. Bên cái nhận sơn á. Đó. 1-12 con gì chuột bự bự không à. Đi đầu mình đầy nè, 9 con đó. 9 con chuột bự. Dính vào đâu đẩy vô nguyên một bầy cống nhum tơ không. Quất hai bầy luôn chứ. Cái này bầy. Lần đầu tiên mà mấy anh em đặt gặp mà dính tới 14 con cống nhum không. Không có lọt con chuột cơm nào vô hết. Mấy đợt thì vô cơm rồi lay ra lay ra. Không có một con cơm. Cái bầy của nó. Đây, xôi rồi phải không? Rồi. Rồi bây giờ bỏ chuối vô đi rồi làm cái nữa rồi thử miếng mồi cái ơi. Chuột là hay cũng chín luôn rồi đây. Rồi vô cơm mẹ tí xíu là trắng tư rồi. Nào. Rồi vô cái nữa đi rồi. Nhức răng quá. Nhức răng quá. Vô mấy con ly nhức răng quá. Rồi xin mời các bạn không nha. Vô các bạn ơi. Vô các bạn. Sợ miếng đi. Rồi khai đảo lên quá. Sợ không chín thì ăn chuối. Gào trước rồi. Rồi bao mày luôn á. Sao cũng xin mời cô chú và anh chị các bạn dùng chuột cho nấu anh cục mẹ với mấy anh em nha. Chuột cũng nhum. À. Mềm hả? Rất là mềm luôn á chứ. Nướng mẻ mà đưa vô tí xíu à lụm rồi. Rồi xin mời các bạn luôn nha. Chuột cũng nhum nhúng mẻ. Thấy trắng trắng rồi. Thấy trắng trắng thì ra là không còn mùi gì luôn nha các bạn. Tẩy mùi hay. Chuột mà gặp cơm với gặp mẻ là thua. Ăn đồ đây sao anh ơi. Không cũng xin mời cô chú anh chị các bạn dùng thông miếng chuột con nhum nhúng mẻ luôn nha. Thịt gà. Gà đồng hả? Gà đồng. Gòn gòn quá. Mềm quá không? Ừ. Vô máu mềm nó cứng hơn tơ mà. Nhai thương luôn rồi. Mềm hơn chuột cơm biết như luôn. Tơ nó. Chuột cơm mình mới lớn là nó già rồi. Chuột cơm này
240g quá liền. Bự quá thì dài cứng nhắc. Vì xương dài xương cứng rồi. Dài chứ mình xé rồi mình ăn á. Cái này nó ăn mới ngon. Vậy à, mấy anh em mà buổi chiều mà làm món này cũng nguy hiểm đó các bạn. Có khi quay không được nữa. Đây bây giờ ngày nào thấy cũng có ca nhạc cái giờ này. Chiều cái bữa nay thì nhà này nhậu, mới nhà kia nhậu, kế bên đó mà có ba bốn nhà mà ngày nào cũng chơi hết. Nói chuyện rồi. Thằng cũng vô chăm chăm nha. Không mình mới chắc cái trời giữa đồng rồi. Ngược gió Dạ. Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Dùng với mấy anh em món chuột nhúng mẻ. Chuột cống nhum nhúng mẻ. Nguyên mà cuối giờ trời nguyên cây luôn. Cây nhỏ nguyên cây. Lớn cái non cái lỗi không. Ngon, ngọt quá ha. Con mẻ là phải có chú cây ô ha, nó đi cái theo cái chất vợ vừa hoài bản không bữa nào mình sắc chú vừa quy hoạch đứng lại nè, nghe nói là ăn cũng ngon lắm đó, nghe nói gì đó chưa tôi ngon mà mấy em kia nói đắng chú gì chú hột hả chú hột chú hột cũng ngon chứ chú vừa quy ngon hơn nữa chưa ăn chú vừa quy cái nào chú hột nè tại chưa quy bên nào chặt cây chú sáp không sáp đắng thùi gì đắng gì đâu mà không ngon sáp ra bình thường ta thấy là cái chú hột này là ok, nghe nói là chú già cùi nó giòn cái bụi chú hột của mình là hết luôn rồi một bên nói rồi chồng không có ăn trái mà ăn cây luôn à cây mà bây giờ ăn đốt cây chú già cùi mà mình chú cùi nó bắp chuối thì ăn được nha, còn những cây chuối thì ăn được bắp á bắp chuối thì nó ngét hả chín ơi ngủ rồi chưa chín rồi không chín bỏ lại cắn nghe nghe không chín bỏ lại kỳ lắm á tám được rồi tám ăn được rồi giờ miếng chuột trắng trắng gì chứ là ăn không có mùi nha các bạn chín này phải nói nhiều người dòm thấy trắng tinh thì sợ đó mà chuột thì phải dùng á cơm là ok à dùng đồng tháp Tân Châu Hồng Ngự là ăn chuột này là thấy nó ấy nó chiên sơ rồi nó mới ăn chuột à chua rồi chiên sơ chứ gì trắng này nè không ăn đâu sợ trắng nha cái này còn đỡ còn hấp cơm là sao hấp đâu cái nước đâu này mình nấu nước sợ sống gì đó hấp cơm là dư chính hấp cơm thấy luôn à mà hấp bộ nồi cơm ăn nó chạc à thay cách dễ quá nó ngon lành nhá còn cuộc thì cách là ngon luôn đúng rồi nó thơm đó đúng thế nhưng mà mỡ hương cơm thơm mà không cô là cơm nữa cắt một chút bỏ xíu cơm vô có anh cơm thì nhiều á mà anh hấp nó cô ruột nó mới ngọt còn cơm ít quá đâu không anh là nấu cũng ngon hấp rồi rồi sau ăn cơm đó nấu ngon hành gì đâu ăn bình thường nhưng mà cơm là nhất à cháo chuột á chuột không nhưng mà chuột mỡ ha nó do chuột người tới cũng chịu cháo chuột là lúc mình làm lột lúc da lấy lại lấy lớp mỡ da mỡ chịu bắt phèo đó làm bắt phèo đó cái bằng mẹ ha cái thử ngồi thổi cháo nên nè thấy nghe nó thổi được sâu lắm rồi nha không ngon này ngon nè sáng này ngon chiều mát mẻ không bạn sáng là tính mưa mà không có mưa nhà ăn cái tới chiều thấy em ru ha giờ này làm tình tan tới sụp đó là vừa ha câu quế đang với thông là những chuyện nào hai chai nữa hả hai chai vậy đó hai chai hai anh em hai chai không em không chắc được đâu
không cái này dội em cho bay về mày dọt sớm quế chắc là chấp 2 tháng chưa qua tháng thì ta dọt sớm rồi xin lỗi bạn nhé. Phương cũng xin uống ly này, Phương xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Chắc Quế gì đen không chắc anh em làm ly 2 ly nữa nha các bạn. Ly này ly thứ 4, thứ 5 gì rồi? Tư năm gì rồi? Đủ rồi, thấy tưng rồi đó. Thành quả hôm nay của mấy anh em đi thăm bể chuột về mấy con chuột lớn, mấy anh em bán thu hoạch được thành quả là như ta 300k 300 mấy k các bạn, cũng ok rồi. Hai anh em đi người 150k, còn chờ lại 6 con cũng dùm tơ đãi mình nghe Quế luôn các bạn ơi. Này ké đi phải nha, do muốn chơi tính tiền mà tính cân 6 con cúng dùm tơ thôi chứ gì nữa. 6 con gần ký lô rồi, hết rồi kia rồi, 6 con phải gần ký á, nhậu ké nha. Thôi Phương xin mời cô chú anh chị và bạn luôn nha. Dạ cũng mấy ký đâu, 5 ký mấy hả, anh lượt thật luôn 5 ký. Rồi video của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Dạ, xin chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Rồi. Nhớ hả? Tao mới uống à nha. Dạ, 7 đi. Hết rượu gì vậy? Rót đi.